Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại channel của mình Trong video của ngày hôm nay thì mình review cho các bạn hai con quét nhé hai con quét để các bạn đào có đồng like quay miễn phí nhé Hoàn toàn miễn phí Và hai con quét ngày hôm nay thì các bạn đào đến đâu thì tiền nó sẽ tự động nó trả về cái ví Pau Pay cho mình chứ mình không phải rút nhá Và các bạn lưu ý cho mình là sử dụng duy nhất cái ví là Pau Pay của cái con quét của ngày hôm nay nhé thì hai con này thì hình thức nó giống nhau để mình lấy ví dụ một con này mình hướng dẫn còn con còn lại các bạn làm y hệt như thế nhé Thì hình thức giống nhau và cứ 2 phút các bạn vào đào một lần cho mình nhé Và nó khống chế cái số đào một ngày chỉ đào có 50 lần thôi nhé Và các bạn nhấp vào cái đường ninh để các bạn lấy ninh nhé Bây giờ mình hướng dẫn các bạn cách lấy ninh cũng như các bạn đào nó nhé Ở cái giao diện này thì mình đã đào rồi Mình sang một cái ví phụ mình để mình đào nhé Khi các bạn nhấp vào đường link thì có giao diện này các bạn lấy link thì các bạn xác minh như mình cái hình ảnh robot này nhé Rồi các bạn bấm đây tiếp tục nhé Và các bạn đợi hết 5 giây các bạn bấm lấy link nhé Ở đây các bạn bấm lấy link nhé Thì mình sẽ làm ví dụ một con cho các bạn xem một con còn lại các bạn làm như vậy là được nhé Ở đây thì nó yêu cầu mình là nhập cái mail Nhập cái mail ở ví PowerShell tức là cái mail mà các bạn đăng ký với cái ví Pocket Pay nhé các bạn nhập đây nhé cái ví của mình đây cái ví này này và cái mail mà các bạn đăng ký để mà sử dụng cái ví này ấy, thì các bạn nhập cái mail vào chứ không phải là dùng địa chỉ ví Litecoin like này nhé mình sẽ ghi cái mail của mình vào đây nhé rồi rồi sau khi mà các bạn ghi xong mail thì các bạn nhìn thấy đây nó báo cứ 2 phút một lần nhé thì các bạn kéo lên dưới các bạn kích vào cái thanh màu đỏ này nhé các bạn kích ở đây nhé và các bạn xác minh cho mình cái hình ảnh uh, uh, này nhá xác minh đầu tiên thì các bạn xác minh antibot trước xong rồi các bạn xác minh cái Captcha này nhá mà antibot thì các bạn nhìn thấy là một hai ba bốn kết thúc một dấu phẩy này tương ứng với một hai ba bốn này nhá thì bây giờ các bạn nhìn cho mình là cái số đầu và số đuôi để các bạn phân cho nó dễ nhá ví dụ đây là s gì đây là chữ h thì mình chọn đây nhá số này thì các bạn chọn s và s nhá các bạn chọn là uh, đây và cái số này, này T và H thì các bạn chọn đây Và số cuối cùng thì ở đây nhé Xong rồi thì các bạn xác minh cho mình ảnh robot này nhé Đó Mà Các bạn kéo lên các bạn xác minh cái cấp tra này Thì ngay lập tức nó đã trả cho mình 307 đồng Satoshi về trực tiếp cái ví PowerShell của mình nhé. Các bạn có thể mở cái ví PowerShell ra các bạn nằm mới lại cái trang tổng quan này là các bạn nhìn thấy nhé. Đó thì nó trả cho mình là 307 cái đồng Satoshi Thì tương tự như vậy còn con quét thứ hai các bạn cũng làm như vậy cho mình nhé Cứ 2 phút các bạn vào một lần và lưu ý là cả hai con quét này ấy thì Hiện tại đó mỗi lần mình vào đây 2 phút nó thưởng mình rất là nhiều là 307 cái đồng à, NTC này đấy. nhưng mà nó khống chế nhiệm vụ mình chỉ được à, 50, 10 lần nhé 50 lần một, một ngày nhé Mỗi ngày các bạn chỉ cờ đào được 50 lần thôi nhé Và các bạn lưu ý mình khi nào mà các bạn đào đấy thấy con quét nó báo là vòi không đủ số dư là do nhiều người đào quá đấy cái quét nó bị hết tiền thì các bạn là lại đợi nó lạp tiền vào các bạn quay vào đào sau nhá rồi như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn hai con quét này các bạn đào ở đồng like quay hoàn toàn là miễn phí nhá thì các bạn thấy hữu ích thì đăng ký kênh để ủng hộ mình cũng như là cập nhật các video mới nhất của mình nhá video này mình sẽ kết thúc ở đây xin cảm ơn